Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày mùng 1 tháng 5. Theo đó, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, các tuyến phố khu đi bộ, khu vực phố cổ bắt đầu từ 19 giờ ngày 26 tháng 4 đến 24 giờ ngày mùng 1 tháng 5 do thời gian nghỉ lễ kéo dài và phải làm bù vào ngày mùng 4 tháng 5, tức thứ bảy của tuần kế tiếp, nên lịch hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng có sự điều chỉnh lại ở tuần sau đó. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ hoạt động từ 19 giờ ngày mùng 4 tháng 5 thứ bảy thay vì thứ sáu như mọi khi đến hết 24 giờ ngày mùng 5 tháng 5 chủ nhật. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ cũng sẽ áp dụng thời gian tương tự.